chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ may cho Búp Bê một cái áo khung len. Mình sẽ lấy một chiếc vớ của Bami. Đây là mình sẽ đo. Thank you.
Bây giờ mình sẽ tận dụng cái phần gót chân của cái vớ để mình làm cái nón cho búp bê. Cho lên một cái cháo xé này, tại hồi nãy mình chắc cái chỗ này để mình mai cái nón. Thank you.